vợ gì giận chồng một cái đi mất mặt, giờ đã thấy vẻ đâu vợ kiểu gì đấy hả? Em mà có chồng á, em không bao giờ giận chồng em luôn. Đấy, lại bảo là nuôi anh chả được cái tích sự gì hả? Nói thế mà được à hả? Nuôi thì không bằng nuôi chó. Em mà có chồng á, em không bao giờ cãi chồng em một câu. Chồng em nói bao giờ cũng đúng luôn. Chuẩn luôn. Vợ thế mới gọi là vợ. Chúc mừng chồng em 100%. Sao cô lại đây? Hả? Ui dồi. Nào chị? Ừ, vẫn nguyên đai nguyên kia. Biết ngay. Chắc chắn là chỉ say rồi ngủ thôi, chưa làm gì đâu. Em biết ý, nhiều người ý, người ta có sở thích là sử dụng đồ xong rồi lại gói ghém, nhét vào hộp như mới đấy. Thành thử ra mày im đi. Để đấy tao đi kiểm tra. Không sao thì tốt, còn nếu mà sao thì anh phải chịu trách nhiệm với tôi đấy. Sao? Ai phải chịu trách nhiệm gì á? Chị Hoa. Không ạ, chị Hoa, chị Thơ. Em là người chịu trách nhiệm với cả chị Thơ. Bởi vì em dẫm vào chân chị ý, cho nên là em phải đưa chị ý đi khám ạ. Em chào anh chị ạ. Không. Em là chị em. Đi đi. Thầy thì không gái cú. Đây là cái gì? Đây cái gì? Tôi đi vắng có một đêm mà anh đã dắt gái về, lại còn ngủ trên giường của tôi. Anh là đồ khốn nạn mà. Okay. Khốn nạn thế hả? Thế mà cái này là cái gì? Hả? Khéo là của em. Em quên đúng không? Làm sao mà tôi quên được? Tôi mà có đôi hoa tai kim cương này á, thì đêm tôi nằm ngủ á, tôi cũng bật dậy vì sướng. Không khỏe nào quên được. Ôi giời. Rượu mua nhiều đồ nặng thế này mà không có anh xách hộ nhá, thì có mà gọi là toát hết mồ hôi. Anh để vào đây hộ em nhá. Xong rồi tí Thơ về nó tự cất ạ. Để đâu em? Đây ạ. Để đây ạ? Vâng. Em mời anh vào nhà uống nước. Nhà em có trà này, cà phê này. Không biết là anh Mẫn thị uống gì ạ? Ôi giời, cái gì của nhà em luôn là anh uống hết, ngon hết nhá. Em mời anh. Chồng. Ô, chị. Em tưởng anh đi làm chưa về, hóa ra là anh đang bận làm người tốt, việc tốt ở đây á. Không phải, anh đi làm về rồi vào cầu thang đây này, bao đồ này, anh xách hộ xong rồi. Dạ. đi về nhá. Về nhá. Dạ, em chào anh chị. Anh cứ để yên ở đấy, lâu lâu em mới gặp Diệu. Anh phải để cho hai chị em tâm sự một tí, Diệu nhờ. Vâng ạ, không biết dạo này chị có khỏe không ạ? Ôi, chị khỏe lắm em ạ. Khỏe như voi ấy, còn lâu mới chết được. Mà chị thấy Diệu càng ngày càng xinh, càng trẻ. Diệu đang có người yêu đúng không? Đúng là gái phải hơi dai có khác, anh nhờ. Chuyện đấy là chuyện riêng của em chị ạ. Thôi, em cũng có việc rồi, em không dám giữ anh chị ạ. À, Diệu. Cái hoa tai này có phải của Diệu không? Không phải của cô Diệu đâu. Thằng Cường nấu cơm rồi, bây giờ mình về ăn cho nó nóng nhá. Tôi đi về đi. Anh cứ trật tự nào. Cái này đúng là của em mà. Em bị mất mấy hôm nay mà không tìm thấy. May quá, chị nhặt được ở đâu đấy ạ? Còn nhặt được ở đâu nữa? Ở trên giường của chồng tôi đấy. Đồ con giáp thứ 13 trơ trẽn. Tôi đề nghị chị ăn nói cho cẩn thận. Tôi chưa bao giờ bước một chân nào vào nhà chị. Chị đừng nói đến chuyện lên giường với chồng chị. Tôi chưa thiếu thốn đến mức đấy. Chưa thiếu thốn á? Lại chả cuống lên thì có. Chị đừng có xây bụng ta ra bụng người. Chồng chị á, xin lỗi, chưa với được tới tôi đâu. Ok Diệu, sao em nói thế? Anh với được. Anh im đi. Mà cô cá thế nào cũng vô ích thôi. Bằng chứng lù lù ở đấy. Chả lẽ cái hoa tai đã tự phi lên giường của chồng tôi chắc? Cô giải thích hộ tôi cái. Cái này tôi cũng thấy khó hiểu. Chuyện này liên quan đến em đúng không? Em có biết chị coi em như là em gái, như gì của thằng Súp Lơ. Nếu mà nói thật may ra chị còn tha thứ. Chị ơi, em... đúng là em ạ. Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có mang đồ của chị đi bán nữa. Em có biết đôi hoa tai này của chị là kim cương tự nhiên không? Em bán cho anh Mẫn bao nhiêu tiền? Bán á? Tôi mua. Đúng chị ạ. Em bán cho anh Mẫn. Tại vì em thấy chị không dùng, em tưởng là đồ giả nên em mới bán. Ai ngờ nó quý giá thế. Chị ơi, chị tha cho em nốt lần này chị nhá. Vô lý. Bán thì người ta phải bán một đôi, ai lại bán một chiếc?
vô lý này, vô lý này. Vì là cái nhẫn kim cương này nó là kim cương tự nhiên, nó đắt lắm. Anh làm gì có tiền mà mua cả đôi. Anh định là dành dụm bao giờ đủ tiền anh mua nốt trước kia để tặng em. Không ngờ đó, bại lộ sớm thế. Thôi, tôi đề nghị anh chị ra khỏi nhà tôi ngay. Đi về nhà tự giải quyết với nhau. Ôi giời, đi về nhục quá. Nhưng mà còn đua tay của em. Qua tay của người ta rồi ôi. Thơ!